Mùa xuân đến cũng là lúc những cánh đồng hoa cải dầu rực rỡ khoe sắc suốt một dải từ Nam đến Bắc ở Trung Quốc. Đây cũng là thời điểm mà người dân Trung Quốc đổ dồn đến Luoping, một huyện nhỏ thuộc tỉnh Yunnan, để được đắm mình trong sắc vàng rực rỡ của những cánh đồng hoa cải trải dài bất tận. Những cánh đồng hoa cải dầu ở Luoping nở rộ thường vào khoảng đầu tháng 2 kéo sang tháng 3, mở ra cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ, một biển vàng rực rỡ trải dài tới tận chân trời. Chính vào thời điểm đó, Lua Bình cũng trở thành thánh địa đối với nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. Khách du lịch từ khắp mọi nơi bắt đầu un un kéo về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của cánh đồng hoa cải rộng mênh mông. Năm nay hoa nở sớm, du khách đến rất đông. Tôi nghĩ rằng đó là do thời tiết ngày càng ấm lên. Đáng lẽ phải đầu tháng 2 hoa mới nở, nhưng năm nay giờ này hoa đã nở rồi. Trên thực tế, các cánh đồng hoa cải dầu quy mô lớn có mặt ở khắp Trung Quốc nở rộ vào những thời điểm khác nhau trong năm tùy thuộc vào thời tiết và nhiệt độ ở từng khu vực tuy nhiên biển vàng hoa cải ở lua pinh được xem là rộng lớn nhất đẹp và quyến rũ nhất với những ngọn đồi thấp mấp mô tựa như những chiếc nón úp giữa biển vàng ngoài ra cánh đồng hoa cải ở lua pinh còn là thiên đường đối với các loài ong mùa xuân khi hoa cải nở rộ cũng là mùa nuôi ong lấy mật của người dân địa phương hàng loạt trang trại nuôi ong ngắn hạn được dựng lên giữa cánh đồng cải cho đến khi mùa hoa kết thúc những trang trại này mới được chuyển đến các địa điểm khác nơi có nhiều hoa dại đủ cung cấp mật hoa nuôi ong